Xin chào anh em, hôm nay Cường Vin quay giao lưu với anh em hai cây su mini anh em ha. những mắt anh em đây là cây sâm hương ha. Cái này là Cường mới lại lá nha. Cái này anh em nào mà về thay chậu thì thay ha. Rễ đang rất là khỏe nha anh em. Nó này giờ anh em cắt mỏng hơn anh em thay chậu vẫn được ha. Bộ tán thì hoàn thiện rồi ha. Cái này nó nó lên lá một cái là nó ấm luôn anh em nha. Không cần phải thêm chi gì đâu ha. Đây anh em so sánh cái quạt giúp Cường nha. Đó. Và cây thứ hai là cây sâm trái anh em nha. Này là sâm trái 100% ha đây lá đang rất là bóng mịn nha anh em đó cây này là cây uh, cây quái ha nó bay bay ra nhìn rất là lạ anh em nha anh em để chậu luôn này chơi luôn cũng được hoặc anh em uh, có cái chậu đẹp hơn anh em thay cũng ok ha thì cặp này cường sẽ giao lưu với anh em với giá là đang thanh lý dọn đại vườn là một triệu cho hai cây nha anh em cường xin nhắc lại là một triệu cho hai cây ha chưa bao gồm phí ship anh em nha cường xin nhắc lại là một triệu anh em có hai cây bonsai siêu mini thành phẩm anh em ha một triệu chưa bao gồm phí ship nha anh em đó. rồi anh em nào muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của cường đó là 0374 113366 và anh em có thể kết bạn zalo là 0937787700 để gặp trực tiếp cường anh em nha cường xin nhắc lại giá là một triệu cho hai cây chưa bao gồm phí ship anh em nha một triệu cho hai cây chưa bao gồm phí ship ha rồi anh em nào muốn sở hữu thì liên hệ với cường nha cường vinh xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều